Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Khỏe không các bạn ơi? Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cá Với Màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chạy một số chương trình khuyến mãi nhưng mà ở dạng như là combo các bạn. Và đồng thời với mỗi đơn hàng 300k mình sẽ tặng cho các bạn một cặp HP rau Kali nha. Còn đơn hàng 200k mình sẽ tặng cho các bạn một cặp HP Zalo nha các bạn ơi. Kiểu gì cũng có quà hết trơn nha, khuyến mãi ăn Tết lớn nè. Rồi đầu tiên như các bạn thấy trong video là coi Red Earth Rip Bone Finchy tai bơ bướm nha, Finchy đỏ lộm luôn nha các bạn, nhưng mà chậm lên tay về các bạn có thể nuôi dưỡng chăm sóc kỹ kỹ vô. Lứa con thứ hai của nó là các bạn thấy bắt đầu cái tỷ lệ lên tay rất là cao luôn đó nha các bạn. Rồi các bạn cứ mua về nuôi thử trải nghiệm. Và máy là Cassido như thế này nè nha. Và chỉ có 500k cho 6 cặp. Giá rất là bèo, rất là mềm luôn nha các bạn. Rồi có nhu cầu thì liên hệ với mình, tại vì mình còn có một combo này thôi. Rồi tiếp tục là coi ZA Gen nhú tai nha các bạn. Mình bán 10 cặp 250k. Combo 250k cho 10 cặp coi get again nhú tai như thế này nè nha. Cá nó vẫn còn lên tai nha các bạn, chứ không phải như vậy là hết lên không. Vậy các bạn nuôi một thời gian là tai đỏ lòm luôn nha các bạn. Size cá này thì khoảng tầm 2 tháng rưỡi 3 thôi. Các bạn về nuôi thêm. Mình còn khoảng 2 combo như thế này nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì alo với mình 250k và đồng thời tặng cho các bạn một cặp HP Zalo nha. Tiếp tục là combo Abe Koi Si Thu Gip Bông Phin Si Tai Bơ Bướm nha các bạn. Và dòng này mình bán combo 3 cặp 250k nha các bạn. Cá về là chỉ có đẻ thôi. Và giá là bèo béo béo luôn. Mình cũng còn khoảng 1-2 combo như thế này. Xả đang Tết luôn này các bạn. Có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. Tiếp tục là combo coi đen sọt 7 chống 10 máy 250k luôn nha các bạn. Coi đen sọt nhìn rất là nổi bật luôn nha. Da hơi đen chút xíu thôi nhưng mà màu đỏ rất là đậm nè. Đó, tô điểm lên nhìn bầy cá rất là mướt mát ha. Các bạn mua về nuôi thủy sinh là tuyệt vời mặt trời luôn. Hồ ngoài trời là dứt luôn nè. Đó, cá rất là mạnh khỏe nha, về là đẻ nữa nè. Rồi combo này mình còn khoảng 2-3 combo gì đó, các bạn muốn thì alo mình nha. Combo 5 cặp Dumbo siêu tê bơi 200k nha các bạn. Dumbo siêu tê bơi, cá này còn tơ trong video đó các bạn. Các bạn thấy trong video là hơi tơ chút xíu nha. Về các bạn nuôi là tai nó còn dài nữa. Dòng siêu tai bơi mà là tai dài rất là thậm thượt. Và hôm nay mình chạy chương trình khuyến mãi là combo 5 luôn. 5 cặp chỉ có 200k thôi các bạn. Tính gần cặp có 40k chứ nhiêu. Rẻ ghê. Mua về làm giống làm kiểng kiểu gì cũng được hết trơn á. Rất đẹp và rất dễ thương. Rồi combo full get half moon 14 chấm 5 máy 350k phục vụ cho các bạn về chơi thủy sinh nuôi kiển rồi đó. Và đồng thời có máy để các bạn làm giống luôn. 14 chấm 5 máy là 19 con, số đẹp tuyệt vời luôn. Nha các bạn. 350k. Một combo duy nhất nha các bạn. Bây giờ muốn gặn ra cái combo thứ hai mình cũng không có nữa. Cho nên là các bạn cần thì hú mình. Rồi combo gồng xanh 14 máy 3 chống gen 3 chống rít bông là 300k. 14 chống ấy, 14 máy chứ 6 chống là 20 con đó các bạn. Mình bán cho các bạn 300k về thoải mái làm giống luôn. Kiểu gì cũng lời hết trơn. Và 300k này đương nhiên là các bạn sẽ được nhận một cặp HP rau Kali nữa rồi nha các bạn. Các bạn
nhanh nhanh tay lụm combo này về là mình thấy là tuyệt vời luôn. Tiếp tục combo 3 cặp gồng đỏ sọt, mình bán 300k thôi nha các bạn ơi, con số tròn chỉnh. Dứt cái combo này các bạn còn được tặng một cặp HP Retro Collie nữa nha các bạn. Đó, hết chê được rồi, không chê vào đâu được, lụm lẹ luôn các bạn ơi. Gồng đỏ sọt rất đẹp ha các bạn, đây như trong video các bạn thấy đó. Mà gồng đỏ sọt dễ nuôi lắm các bạn về các bạn gây giống gây bầy rất là lẹ luôn, không khó khiết gì hết á. Dòng này dòng mắt đen nữa các bạn nuôi thoải mái luôn, kỹ kỹ chút xíu là ra bầy lẹ lắm. Combo Silverado cá mới các bạn, 5 cặp 300k thôi, 5 cặp Silverado chỉ có 300k và còn có quà khuyến mãi nữa thì hết chê chạy vào đâu được. Dòng này là dòng cá mới bên mình đó các bạn, mình mới hôm mình có giới thiệu đó. Như trong video các bạn thấy là cá này còn khá là tơ, về dễ thuần nước nè, và các bạn có thể làm giống thoải mái luôn, cá rất là đẹp nha. Đó các bạn thấy không, nhìn cá nó nổi bật, rất là nổi bật. Người phụ nữ da trắng mặc áo đầm đỏ nghe, trời nói nghe thích thú gì đâu luôn. Combo HP Blue 5 cặp 120k, HP Blue ai còn yêu thích hoặc là còn chú ý đến HP Blue liên hệ với mình còn khoảng vài combo như thế này thôi, và 5 cặp mình bán 120k hả các bạn. Và các bạn mua hai cái combo này là mình sẽ tặng cho các bạn thêm một cặp HP Zalo đó, kính thưa dòng HP luôn các bạn ơi. Và cá là mình ghép trống cho các bạn xong luôn rồi. Dòng này về mình nuôi thủy sinh là có đèn đồ vô nữa là chảy nước miếng luôn nha, đẹp á, đẹp mà say đắm luôn chứ không phải là dẫn chơi đâu. Rồi có combo HP Zalo 5 cặp cũng 120k luôn nha các bạn ơi. Người phụ nữ da đen mặc áo đầm vàng nè, và dòng này rất là dễ nuôi ha các bạn. Các bạn cần vàng ăn Tết thì có thể mua full gold, và cá này HP Zalo này về để ăn Tết đó các bạn, có màu vàng cho nó vàng chút cho nó nhiều vàng vô nhà chút xíu. Và cái dòng này thì mắt đen nha các bạn, dễ nuôi lắm, không có gì hết á. Các bạn về mua một hai combo thôi là cá minh mông nữa, các bạn mở ra bán HP Zalo luôn chứ không phải giỡn đâu. Rồi tiếp tục đây, combo 3 cặp HP Retro Collie 200k nha các bạn. Đây là HP Retro Collie và mình tặng cho các bạn khi các bạn mua đơn hàng 300k đó các bạn, là tặng cá này luôn nè. Đây là những nàng thơ của HP Retro Collie nha các bạn. Các bạn yên tâm, máy là mình không phá gen gì hết nha. HP Retro Collie là HP Retro Collie, không có HP Retro thường trong đây. Và các bạn về khi mà có lứa con đó các bạn cố gắng nuôi riêng ra, đừng để bị nhiễm với HP Retro thường nha các bạn, để mình duy trì cái gì trên của nó đó, càng bự càng tốt. Đó, bự nó che phủ cả bầu trời luôn đó, chơi tới luôn. Còn đây combo 10 cặp Abeco Cetogen nha các bạn, 300k 10 cặp về các bạn có thể chơi thủy sinh, hoặc là các bạn yêu thích dòng này thì về mình nuôi riêng một hồ đó, nhìn nó rất là thích. Và dòng này là dòng coi nhưng mắt đỏ luôn nha các bạn, mắt đỏ luôn nha. Nhưng nếu như các bạn thuần nước xong rồi các bạn thả hồ ngoài trời thoải mái không nhầm gì hết, mà nuôi dòng này như mình nói đó, thích một cái là người nó trong trong nhìn rất là dễ thương, và chỉ có khoảng dao động 30k một cặp thôi, mà mình nghĩ giá này mà hợp lý để mua về ăn Tết đâu, lấy lọc đồ tới rồi, gầu quá các bạn ơi, Tết tới rồi. Rồi đây combo Will coi sọt si thu 7 chống 10 máy mình bán 250k thôi nha các bạn, phục vụ thủy sinh luôn,
chơi kiển chơi kiết gì là chơi tẹt bô xe luôn, nó xả sập sàn luôn. Wheel coin này nó còn mạnh còn dữ nữa, các bạn mua về chừng một bầy này đi, rồi chừng khoảng 3 tháng sau là các bạn ra có 2-3 bầy như thế này nữa, các bạn tha hồ phơm nuôi luôn, mở đại lý cấp 1 cấp 2 luôn các bạn ơi. Combo wheel coin sọt si thu rip bông finzi tai bơi bướm nha các bạn, 250k 3 cặp, giá rẻ cho mọi nhà luôn nha, chứ không phải là một cặp đâu nha, 3 cặp chỉ có 250k, giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Trời, quảng cáo như siêu thị vậy trời. 250k là các bạn có được 3 cặp nha các bạn. Cá rất là đẹp. Như các bạn thấy trong video đó là mấy cá mái này là về là từng tầm khoảng 10 ngày nữa là đã đẻ. Nó đẻ là cứ cách nhau khoảng 15-20 ngày là lại đẻ nữa. Đó. Đẻ mà các bạn nuôi chặt nhà luôn chứ không phải. Nhìn như gấu trúc vậy, bạn mắt là đang cạnh nè. Và đây là combo full gold vàng để đeo ăn Tết nè, 5 cặp 120k. Đó. Mua vàng về về để chuẩn bị Tết, Tết tới rồi. Mỗi mùa xuân sang thì tôi lại thêm 1 tuổi. Rồi hôm nay mình dừng video đây nha các bạn ơi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ mình, theo dõi cũng như là mua cá của mình đó. Thì các bạn có thắc mắc gì hay như thế nào đó thì liên hệ với mình nha. Rất chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha. Chúc sức khỏe tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Các bạn nhớ đăng ký nè, rồi bật chuông thông báo để chi, để sắp Tết tới mình lên cá khuyến mãi nhiều lắm các bạn, để nhiều khi các bạn không hay mình lên video cái bắt đầu hết rồi các bạn, vô trễ đó, cái bắt đầu hết rồi cái bắt đầu thì hơi tiếc cho các bạn ha. Rồi xin chào này nha.